Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ làm quen với một cái phần mềm nữa để phục vụ cho công việc kiếm tiền của chúng ta đây. Trước khi đi vào bài mới thì các bạn sẽ vô trong cái trình duyệt của thằng Google đó. Vì đánh nó từ cái chữ này là Hotspot Add-on nha. Cái gì search giao gì thấy nó có cái này đây. Đó, nó ra cái này. Quý vị cài vô cho Google Chrome, nhấn vào đây giùm mình nha, nhấn vào đây. Rồi đây quý vị sẽ nhấn vào đây nha. Quý vị sẽ cài cái add-on này vào. Nhấn vào đây giùm mình, nhấn vào đây. Rồi nhấn add-on nha. Quý vị đợi xíu đi, nó đang download rồi nè. Xong rồi thì nó sẽ cài vô, chúng ta sẽ có cái add-on này khá là hay. Rồi sau khi nó hiện ra được cái kết quả này là coi như chúng ta đã xong phần add-on rồi. Bây giờ quý vị có thể thoát khỏi Google nha. Thì khi mình cài cái add-on nó vô đó thì bạn thấy có sự thay đổi nè. Còn bây giờ tôi chỉ các bạn nè, cái kênh của mình đó, sau khi bật chức năng kiếm tiền rồi thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể rút tiền về, thì nó có hai hình thức như quý vị biết đó. Một đó là chúng ta sẽ tham gia với GA, có nghĩa là Google AdSense. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ tham gia với một cái network nào đó. Thì cái bài ngày hôm nay tôi hướng dẫn quý vị là dùng một cái kênh để tham gia với network. Thì cái network mà tôi hướng dẫn quý vị tham gia là sau khi quý vị cài cái add-on đó là Hotspot vào á, thì quý vị sẽ thấy nó có cái network nó gọi là đây, Freedom. Cái Freedom Network này á, nó được một cái á, là chỉ cần mình kiếm được 1 đô thôi nó cho mình rút tiền rồi. Trong khi tới hàng GA nó tới 100 đô mới được rút. Và thứ hai, mình tham gia network á, mình sẽ ăn chia với nó. Ví dụ như mình làm được 10 đồng thì mình có thể chia nó là 2 đồng hoặc là 3 đồng hoặc 4 đồng tùy theo. Nhưng mà được một cái thì nó được an toàn hơn, được có dòng bảo vệ, không sợ người ta cấp bản quyền. Và thứ hai á là mình có re-up hay gì đó thì nó cũng đỡ bị chết kênh hơn là GA. Còn nếu mình làm bằng Google AdSense á thì mình được nhiêu mình ăn hết nhiêu. Rồi thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn về đăng ký thằng Freedom này. Chúng ta nhấn vào đây. Thì cách đăng ký rất là đơn giản thôi. Sau khi xong đó, quý vị sẽ dùng chỗ này nè. Nhấn vào chỗ này. Nhấn đây tham gia. Thì bạn muốn tham gia bằng nhấn chấp cho phép. Rồi. Bây giờ bạn điền cái user bạn vô thôi. Bạn điền vô, bạn điền email, confirm email lại. Rồi bạn sẽ đầy đủ cung cấp hết thông tin cho người ta, thấy không? Bây giờ bạn có thể điền những thông tin đây. Thì user, password, kinh doanh các thứ thì tôi sẽ... Như vậy thì chúng ta bây giờ nè, các bạn coi cái kênh của mình á, bây giờ mình đã tham gia được với thằng network rồi. Thì bây giờ cái kiếm tiền của mình bây giờ á, nó đã thông qua thằng network. Nó có hết tất cả đây rồi, bạn thấy rõ ràng chưa? Rất là ok, mình có thể kiểm tra được tiền bạc của mình, nhân dân các thứ. Được bao nhiêu thì nó sẽ lòi ra hết. Chỉ cần 1 đồng thôi là các bạn có thể rút được. Thì từ từ chúng ta cày cấy thôi. Tôi mới yêu cầu các bạn là phải có được 100 cái view, 100 cái subscribe với một cái lượng view là khoảng có 100 cái. Yêu cầu đó là một ngày, chúng ta chỉ cần được một trong một ngày là có 30 view là được rồi. Nhưng mà tốt nhất là tôi nghĩ là chúng ta anh em ta 70 người thì giúp nhau thì có thể tham gia network được hết. Thì như vậy chúng ta sẽ ổn hơn trong quá trình đó là làm việc với YouTube để kiếm tiền. Chỉ cần 1 đồng là chúng ta phải rút được, trong khi thằng GA là tới 100 đồng mới rút và xác minh tùm lum hết ha. Rồi thì không có gì khó hết. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ vui vẻ khi tham gia với cái phần này nha.